Hãy nghe từ em gái. Mày mày. Âm Hán Việt là muội muội. Mày mày. 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 Mày mày. Mày mày. Em gái tôi. Của mày mày. Của mày mày. Ảnh của em gái tôi. Của mày mày tới trào phiền. Của mày mày tới trào phiền. Đây là ảnh của em gái tôi. Đây là của mày mày tới trào phiền. Đây là của mày mày tới trào phiền. Em gái tôi không uống bia. Của mày mày bù khơ phí chiều. Của mày mày bù khơ phí chiều. Em trai. Tỷ tỷ. Chị gái. Chị chị. Anh trai. Cưa cờ. Ông nội bà nội. Dế dê nải nải. Dế dê nải nải. Bà ngoại. Ngoại phúa. Hãy nói trong nhà tôi có bố mẹ, anh trai, em gái và tôi. Tôi cha lì có bà mama, cơ cơ, tỷ tỷ, mẹ mẹ và tôi. Tôi cha lì có bà mama, cơ cơ, tỷ tỷ, mẹ mẹ và tôi. Hãy nghe cách nói còn cả còn. Khái có. Khái có. Khái. Khái. Khái có. Khái có. Còn ai nữa? Khái có sấy. Khái có sấy. Còn tôi và em gái tôi nữa. Hãy yêu của của mẹ mẹ. Hãy yêu của mẹ mẹ. Tối mai còn ai không đến nữa? Minh thiên晚上还有谁不来？明天晚上还有谁不来？Hãy chú ý từ bù ở đây để phủ định cho tương lai. Bù lái ở đây chưa xảy ra. Từ mấy hiểu phủ định cho quá khứ và hiện tại. Ví dụ bây giờ là buổi chiều, hãy nói sáng nay còn ai không đến nữa. Chinh thiên giáo xà khái ở sấy mê lái. Chinh thiên sàng ủ khái ở sấy mê lái. Tối mai còn ai không đến nữa? Minh thiên晚上还有谁不来？明天晚上还有谁不来？ Hãy nghe từ một con chó. 一条狗。一条狗。一。一 条 条 狗 狗 一条狗 一条狗 Hãy nói lại một con cún. 一条狗 一条狗 Trong đó từ théo là lượng từ của con cún. Hãy nói một con cún. Y théo cậu. Y théo cậu. Hai con cún. 两条狗